quan sát đoạn 12, người Ephraim nhóm hiệp đến tại Sa-phôn và nói cùng Giê-phthê rằng: Vì sao ngươi đánh dân Ammon, không gọi chúng ta đi với? Chúng ta sẽ đốt nhà ngươi luôn với ngươi. Giê-phthê đáp rằng: Ta và dân sự ta có cuộc tranh cạnh rất lớn với dân Ammon, và khi ta kêu các ngươi thì các ngươi không có giải cứu ta khỏi tay chúng nó. Thấy rằng các ngươi không đến tiếp cứu ta, thì ta đã liều mình đi đánh dân Ammon, và Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay ta. Vậy sao ngày nay các ngươi lên đến ta đặng tranh chiến cùng ta? Kế ấy, Giê-phthê hiệp lại hết hải dân Ca-la-át giao chiến cùng Ê-phra-im. Người Ga-la-át đánh bại người Ê-phra-im, vì họ có nói rằng: Ở dân Ga-la-át giữa Ê-phra-im và Ma-na-xe, các ngươi chỉ là kẻ trốn tránh của Ê-phra-im đó thôi. Đoạn người Ga-la-át xâm chiếm những chỗ cạn sông Giô-đanh trước khi người Ê-phra-im đến đó, và khi một người trốn nào của Ê-phra-im nói rằng: Xin để cho tôi đi qua, thì người Ga-la-át nói rằng: Ngươi có phải người Ê-phra-im chăng? Người đáp: Không. Chúng bèn nói cùng người rằng: Thế thì hãy nói Sibolet. Người nói Sibolet, không thể nói cho rõ được. Chúng bèn bắt họ và giết đi tại chỗ cạn của sông Giô-đanh. Trong lúc đó có 42.000 người Ê-phra-im bị chết. Giê-phthê người Ga-la-át làm vua, làm quan xét trong Israel được 6 năm. Đoạn người qua đời và được chôn trong một thành ở xứ Ga-la-át. Sau người có lép sang ở Bethlehem làm quan xét trong Israel. Người có 30 con trai và 30 con gái. Người gả các con gái ra ngồi nhà mình và cưới 30 con gái ở ngồi làm vợ cho các con trai mình. Người làm quan xét trong Israel được 7 năm. Đoạn lép sang qua đời được chôn ở Bethlehem. Sau lép sang có Elon người Sabulon quan làm quan xét trong Israel, phán xét Israel trong 10 năm. Đoạn Elon người Sabulon được qua đời, được chôn tại Ayalon trong đất chi phái Sabulon. Sau Elon có Abdon con trai Hilen người Phi-ra-thôn làm quan xét trong Israel. Người có 40 con trai và 30 cháu trai. Chúng nó đều cỡ ngựa 70 con lừa con. Người phán xét Israel 8 năm. Đoạn Abdon con trai Hilen người Phi-ra-thôn qua đời và được chôn tại Phi-ra-thôn ở xứ Ê-phra-im trên núi dân Amalek.